Sáng nay ngày 14 tháng 3, Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa đã tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2022-2023. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa sẽ tổ chức tốt các phong trào thi đua trong cơ quan hội cũng như trong các ban, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tăng cường hơn nữa sự kết nối hội viên trong hội, tiếp tục lan tỏa tình yêu và giá trị của văn học nghệ thuật, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật đến với công chúng và người yêu văn nghệ, chú trọng phát triển hội viên mới, hội viên trẻ. Tại hội nghị, có 57 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải A, B, C, 13 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải khuyến khích đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. 12 tập thể, 32 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo văn học nghệ thuật năm 2022-2023 được nhận giấy khen của Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa.